Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 60 tỷ đô la Mỹ. Tổng chiều dài dự kiến là 1.545 km, đi qua 20 tỉnh với 23 nhà ga, không có giao cắt đồng mức với đường bộ. Đường ray được thiết kế là đường ray đôi, khổ 1.435 mm, đoàn tàu được điện khí hóa. Tốc độ khai thác tối đa khoảng 350 km/h và đoàn tàu sử dụng công nghệ động lực phân tán. Thời gian di chuyển từ ga Ngọc Hồi đến ga Thủ Thiêm, nếu dừng lại 6 ga là 5 giờ 26 phút, nếu dừng đủ 23 ga là 7 giờ 54 phút. Dự án được chia thành hai giai đoạn để triển khai. Giai đoạn 1 bao gồm đoạn từ Hà Nội đến Vinh và Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng chiều dài hai đoạn này là 665 km với tổng mức đầu tư là 24,72 tỷ đô la Mỹ. Thời gian thi công dự kiến trong 4 năm, từ 2027 đến 2031 và đưa vào khai thác từ năm 2032. Giai đoạn 2 triển khai từ đoạn Vinh đến Nha Trang với chiều dài 894 km, tổng mức đầu tư khoảng 33,99 tỷ đô la Mỹ. Thời gian thực hiện dự kiến trong vòng 10 năm, từ 2040 đến 2050. Việc xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc Nam hiện đang được cân nhắc với 3 phương án. Phương án thứ nhất, chỉ chạy tàu khách, tốc độ khai thác là 350 km/h, người dân sẽ mất tối đa 5 tiếng 30 phút đến 8 tiếng để di chuyển. Với kịch bản này, tổng mức đầu tư dự kiến vào khoảng 67,32 tỷ đô la Mỹ. Phương án thứ hai là kết hợp khai thác cả chở khách và chở hàng. Tốc độ khai thác tàu tối đa là 200 đến 250 km/h. Với kịch bản này, dự kiến sẽ tiêu tốn khoảng 70,02 tỷ đô la Mỹ. Thời gian di chuyển từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mất khoảng 7 đến 8 tiếng. Phương án thứ ba cũng là đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải, đó là khai thác chở khách và dự phòng chở hàng. Tốc độ khai thác cũng được đẩy lên tối đa 350 km, rút ngắn được thời gian di chuyển. Mức đầu tư cho phương án này là khoảng 68,98 tỷ đô la Mỹ. Phương án này được cho là sẽ tận dụng hết khả năng của tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam khi kết hợp được cả hai phương án trên và tốc độ thời gian phù hợp với kế hoạch phát triển. Thực tế trong thời gian gần đây, ngành đường sắt Việt Nam đang ngày càng thu hút lượng lớn hành khách, nhất là trong những dịp lễ Tết, bởi trang thiết bị trên tàu cũng như chất lượng dịch vụ đang được tập trung cải thiện. Bên cạnh đó, thị trường hàng không hiện đã đổi theo chiều hướng khác, giá vé máy bay cũng ngày càng tăng cao. Do đó, việc xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao 350 km/h cho tầm nhìn xa 50 đến 100 năm nữa được nhiều chuyên gia đánh giá là phù hợp. Tuy nhiên, nguồn vốn đầu tư và tiến độ toàn tuyến sẽ là việc cần cân nhắc, đánh giá kỹ lưỡng. Một số phương án được đưa ra như phân kỳ đầu tư, chia ra thành nhiều đoạn, trong đó phải xác định được rõ đoạn nào cần ưu tiên làm trước, đoạn nào có thể làm sau. Điều này sẽ giúp việc xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam khả thi hơn và không gây áp lực lớn cho ngân sách.